Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì những em nào ấy mà đang đi đánh xong đĩa, anh em đang thua tha rất là nhiều mà anh em đang muốn tìm hiểu, muốn mua cho mình đến một cái bộ sản phẩm nào mà hỗ trợ cho anh em đi đánh xong đĩa bịp để giúp cho anh em là gỡ lại những cái gì mà anh em đã mất. Đấy, hỗ trợ cho anh em là luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc chơi của anh em. Thì ở trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em đi đánh sóc đĩa bịp tốt nhất, hiệu quả nhất hiện nay và cực kỳ là dễ sử dụng. Đấy, kể cả những anh em nào mà chưa biết gì đến những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp đấy hay sóc đĩa bịp hiện nay, anh em đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này anh em nhé. Đấy, thì cái sản phẩm này thì khi anh em đi chơi này, anh em chỉ cần đưa cho mình được chiếc bát vào là anh em có thể sử dụng được rồi. Thì trước mặt anh em đây, đây chính là một chiếc bát hình camera không tang mới nhất hiện nay. Đấy, thì cho anh em nhìn trên màn hình này, hình ảnh truyền về cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn. Thì cái bát hình camera không tang tự động này là cái dòng bát hình mới nhất trên thị trường hiện nay rồi. Thì trước hết là mình sẽ cho anh em cùng xem về cái chất lượng của bộ sản phẩm này trước. Và sau đó thì mình sẽ cho anh em xem về chi tiết cụ thể về cái dòng bát hình này. Đấy, nó khác những cái dòng bát hình cũ ở điểm gì anh em nhé. Đây, mình sẽ cho anh em cùng xem này. Đó, anh em thấy chưa? Sấp đôi này. Hình ảnh truyền về cực kỳ là rõ nét, chuẩn xác 100% cho anh em luôn. Sấp đôi cho anh em. Rất là ok anh em ạ. Đấy, tiếp tục cho anh em. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn. Vẫn sấp đôi cho anh em. Đấy. Tiếp tục này. Đấy, ba trắng. Chuẩn 100% cho anh em. Đấy, cực kỳ là rõ nét. Thì cái dòng bát hình không tang tự động này ấy, thì khi anh em sử dụng nhá, anh em chỉ cần úp bát xuống này là mắt camera nó đã hoạt động. Đấy, anh em sóc này. Sóc xong anh em hạ bát xuống phát là camera nó đã hoạt động rồi. Chính vì thế là nó cực kỳ là tiện lợi cho anh em. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm cho anh em là chiếc bát này đây, và đi kèm theo nó là một cái màn hình soi như một chiếc điện thoại đen trắng này. Đấy, anh em cầm cái màn hình này anh em soi là biết là nó về chẵn hay về lẻ. Thì khi anh em sử dụng ấy, thì cầm cái màn hình này anh em đứng ở trong khoảng cách 15m đổ lại. Đấy, phạm vi 15m đổ lại là anh em sử dụng là ok nhất anh em nhé. Còn về cái mẫu bát này thì nó khác những cái dòng bát hình cũ ở điểm gì? Thì trước hết là mình sẽ cho anh em xem nó khác là ở cái điểm là khi anh em soi đèn cái bát hình này nhá, hoàn toàn là không thể phát hiện được tang tích của nó. Soi đèn thoải mái luôn, anh em soi đèn này. Đó, anh em thấy không ạ? Soi đèn ok, test thử nam châm cho anh em luôn. Đây, test thử nam châm cho anh em xem. Hoàn toàn là không dính, không hít gì. Đấy, và cái bát hình không tang này nó còn có một cái đặc điểm nữa là khi anh em sử dụng, không may mà anh em mở bát, anh em nào vỡ bát ấy, thì cũng hoàn toàn là không sợ đến cái chuyện mà bị phát hiện anh em nhé. Tại vì sao? Tại vì cái bát này tang tích của nó, cái thứ nhất là làm cực kỳ là nhỏ, cái thứ hai ấy, làm cực kỳ là chắc chắn. Chính vì thế nên khi anh em sử dụng, không may mà nó có bị vỡ bát ấy, thì gần như là không thể phát hiện ra được tang của nó, trừ khi là anh em dùng búa hay cái gì anh em đập nhỏ nó ra. Đấy, anh em đập vụn ra để cố tình tìm tang thì chắc chắn là sẽ có tang rồi. Tại vì không một cái dòng sản phẩm bát hình nào mà không có tang. Đấy, chính là thế nên là anh em lưu ý một cái điều đấy giúp mình là khi anh em sử dụng cái sản phẩm này, nếu mà vỡ đơn thuần thì hoàn toàn là không sợ phát hiện ra tang anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy trên màn hình không ạ? Sấp đôi cho anh em. Chuẩn xác 100%, không bao giờ có một tí sai lệch nào luôn. Nó rất là ok cho anh em khi sử dụng luôn. Đấy, sử dụng cái sản phẩm này thì anh em có thể là người chơi tay em, đấy, tay con, hoặc anh em có thể người là người chơi sóc cái, anh em đều có thể sử dụng được luôn, cho anh em cùng nhìn đấy. Đó, ba đen. Đấy. Rất là ok đúng không ạ? Thì nhiều anh em cũng thắc mắc là sử dụng cái bát hình này có khó không? Thì sử dụng, cách sử dụng của nó thì đơn giản như thế thôi. Anh em nhìn đúng không ạ? Anh em cần úp bát xuống này, anh em bấm cái màn này là anh em soi được là về chẵn hay về lẻ. Đó. Đấy. Hoặc là ví dụ như khi cái màn này anh em đây nhá, ví dụ khi anh em sóc xong như này. Đấy. Bảo nó hiện lên như này rồi mà anh em mà không kịp nhìn đúng không ạ? Đấy, ví dụ anh em đang bận cái gì đó, anh em chưa kịp soi nào về chẵn hay về lẻ này, thì làm cách nào để kích hoạt lại mắt camera? Thì anh em có hai cách, chính nhất là anh em gõ vào đít bát này. Đấy, gõ vào đít bát hoặc anh em chỉ cần xoay nhẹ cái bát này một cái. Anh em đừng có xoay nhẹ cái bát một cái là nó sẽ hiện lên cho anh em
lại đấy, rất là ok. Thì một cái dòng bát hình này thì anh em sử dụng trong vòng khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đấy, rất là ok anh em. Thì sạc của nó là sử dụng cái đế sạc không dây này anh em nhé. Đấy, anh em sử dụng cái đế sạc không dây này thì anh em chỉ việc khi sạc này, anh em cắm cắm đầu sạc vào đây, anh em cắm vào đây, sau đó anh em đặt bát lên như này. Đấy, anh em đặt đát bát lên đây là tự động nó sạc cho anh em, rất là ok luôn. Đấy, bây giờ công nghệ nó đều khác rồi, nó không còn như ngày xưa nữa, nên là anh em là sạc hay là sử dụng cái sản phẩm này đều rất là đơn giản cho anh em. Đấy, thì về mẫu mã bát của nó nhá, riêng về mẫu mã bát của nó thì anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình. Đấy, bên mình nhận làm tất cả các mẫu mã bát theo yêu cầu của anh em. Đấy, nhận làm tất cả mẫu mã bát theo yêu cầu. Ví dụ như đây là một cái mẫu bát nhựa hoa cho anh em. Đấy, hay như là một cái mẫu bát sứ, mẫu bát sứ trắng tinh. Đấy, hay các cái mẫu bát long phương, mẫu bát hoa anh đào, nhựa xanh đều đầy đủ hết cho anh em nhé. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình là có đầy đủ mẫu cho anh em lựa chọn. Anh em mà quan tâm cho mình muốn đặt đến cái mẫu bát nào, anh em chỉ việc nhắn tin đến Zalo cho bên mình ở các cái số hotline này. Đấy, gửi mẫu qua cho bên mình kiểm tra có sẵn thì sẽ gửi về cho anh em. Còn nếu không ấy, thì bên mình sẽ làm chuẩn như hình 100% cho anh em luôn, chuẩn mẫu cho anh em, không cần phải lo lắng. Ngoài ra anh em có thể là gửi trực tiếp mẫu bát từ chỗ anh em đến cho bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái mẫu bát mà anh em gửi. Đấy, làm trực tiếp vào mẫu bát đó. Đấy, và sau đó sẽ gửi về cho anh em rất là nhanh chóng thôi. Thì anh em nào mà muốn đặt mua cái bộ sản phẩm bát hình không tang tự động này thì anh em có thể vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em từ A đến Z luôn anh em nhé. Kia những anh em nào ở gần cơ sở bên mình ấy thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, anh em điện đến số hotline trên màn hình kia, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn những anh em nào ở xa ấy, thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng, anh em được phép kiểm tra hàng anh em nhé. Anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền, rất là ok cho anh em luôn. Thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà đang xem video ấy, cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.